Toyota Rush 2018 sẽ có giá dưới 700 triệu đồng. Sáng mai, Toyota Rush, Wego và Avanza sẽ chính thức ra mắt người tiêu dùng Việt. Và điều khách hàng quan tâm nhất chính là giá bán của 3 xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia này. Trong vụ ba kể trên, Rush 2018 là cái tên đáng chú ý nhất khi được coi là phiên bản thu nhỏ của đàn anh Fortuner. Mẫu xe này được dự đoán sẽ có giá dưới 700 triệu đồng, xe sở hữu nội ngoại thất thể thao, khả năng vận hành mạnh mẽ cùng các tính năng an toàn tiên tiến. Trang bị nổi bật trên xe gồm đèn pha và đèn hậu LED, la răng hợp kim 16 inch, nút khởi động thông minh và camera lùi. Tất cả các phiên bản của Rush sử dụng động cơ 1.5 lít mới, cho công suất 104 mã lực tại 6.000 vòng trên phút, mô hình xoắn cực đại 136 Nm tại 4.200 vòng trên phút, đi kèm một số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp. Rush được xem là đối thủ xứng tầm của Mitsubishi Expander, mẫu crossover mang phong cách 7 chỗ hầm hố, giá từ 550 triệu đồng đang được rất nhiều người tiêu dùng Việt quan tâm. Kế đến là mẫu xe cỡ nhỏ Toyota Wego 2018. Wego sở hữu thiết kế nhỏ gọn, không gian nội thất rộng rãi và thoải mái, hướng đến với khách hàng trẻ bao gồm khách hàng cá nhân và gia đình khi phải thường xuyên di chuyển trong phố. Về mặt thiết kế, Wego sở hữu điểm chung với đàn anh Yaris, hông hút gió lớn phía trước, logo Toyota gắn trên thanh kim loại mạ chrome lớn nối liền hai cụm đèn pha. Đèn định vị ban ngày LED, đèn sương mù nổi bật đặt hai bên, mâm xe kích thước 14 inch, đuôi xe nổi bật với đèn hậu dạng LED, gương chiếu hậu cũng tích hợp đèn xi nhan báo rẽ. Ở bên trong, Wego sở hữu màn hình cảm ứng với phiên bản cao cấp, trong khi phiên bản thấp hơn được trang bị màn hình LCD nhỏ, có khả năng kết nối Bluetooth, vô lăng 3 chấu tích hợp một số phím chức năng, ghế ngồi bọc nỉ. Wego dùng động cơ 1.0 lít 3 xi lanh, công suất 65 mã lực tại 6.000 vòng trên phút, mô hình xoắn cực đại 89 Nm tại 4.400 vòng trên phút. Mức giá dự kiến dành cho Wego là từ 320 triệu đồng đến 390 triệu đồng. Đây sẽ là đối thủ cạnh tranh với Hyundai Grand i10, Kia Morning hay là Suzuki Celerio. Cuối cùng là mẫu xe gia đình 7 chỗ Toyota Avanza. Avanza có thể coi là phiên bản thu nhỏ của đàn anh Innova. Avanza được trang bị động cơ 1.5 lít, công suất 104 mã lực, mô hình xoắn cực đại 136 Nm, đi kèm một số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp giống như trên Rush. Avanza có giá dự kiến tại Việt Nam là dưới 600 triệu đồng. Thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật cũng như giá bán của Rush, Wego và Avanza sẽ được công bố trong lễ ra mắt chính thức vào sáng ngày mai. Các bạn đừng quên like, đăng ký để cập nhật video mới nhất về bộ ba này.